Chào tất cả anh em, hôm nay mình có lên một mặt hàng đặc biệt để giới thiệu đến anh em. Lần này mình có về được một lô dao bếp xịn sò đến từ hãng Kai của Nhật. Trong này nó có 3 mẫu dao. Đây là mẫu dao đến từ hãng Kai Evo Chef, hàng chuẩn made in Japan. Lô dao này là những cái dao chưa hề sử dụng nha, chưa hề xài. Anh em có thể tra trên Google và biết được cái thương hiệu của hãng Kai Evo Chef này. Đó, đây là nó có là cái mẫu dao nhỏ này. Đó, anh em cứ coi kỹ thương hiệu của nó. Đó, đây là một cái dòng dao phải nói là rất là nổi tiếng đến từ hãng Kai. Thì cái thương hiệu Kai thì anh em đã biết rồi, nói về dòng dao bếp thì nói tới đến hãng Kai thì chất lượng của nó không có gì để bàn cãi hết. Chất lượng của nó quá tuyệt vời. Những cái dao bếp của Kai nó quá nổi tiếng toàn cầu. Thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cái mẫu dao cho anh em thấy. Đầu tiên, mẫu số 1 là cái mẫu dao chiên lóc này. Thì tổng thể là cây dao này nó là thép nghiêng khối, dòng mobilium, thép không rỉ. Dòng này anh em xài không bao giờ bị rỉ sét. Tổng thể thì nó dài 28 phân và cái lưỡi của nó dài 14.5, chuyên dụng để lóc thịt. Anh em lóc, những anh em làm bên nghề thì mổ thịt heo, thịt bò hay lóc cá chuyên nghiệp và sử dụng cái dao này để chiên lóc xương thì tuyệt vời. Sống nó dài 2 ly nha anh em, thiết nghiêng khối, thiết kế nghiêng khối, dập chống trượt nữa, cực kỳ là đẹp. Cây này mình bán với giá là 350 ngàn, chưa phí vận chuyển. Thương hiệu của nó Kai Evo Chef, hàng chuẩn made in Japan, 350 ngàn với mẫu số 1. Mẫu số 2 là cái dòng Gito. Thì cái dòng là chiên xẻ và lóc, anh em nó xẻ cá rồi lóc thịt lớn, hạt sashimi thì sử dụng cây này. Thì nó dài là 34 phân và nó lưỡi của nó dài là 21 phân, sống dài 2 ly, thiết kế nghiêng khối luôn, chất liệu là mobilium, thép không rỉ. Cây này là anh em dùng để xẻ những tảng thịt lớn trung bình hoặc là cá cũng trung bình lớn thì anh em sử dụng cây này, hạt sashimi lát mỏng thì sử dụng này. Cây này nó mình bán với giá là 380 ngàn, chưa phí vận chuyển, dài 34, lưỡi 21 xăng nha anh em. Anh em nhớ thông số. Và đặc biệt cây cuối cùng là cái dòng dao dài to nhất. Cây này dài 41 phân và cái lưỡi của nó dài 27 xăng, sống dao dài 2 ly. Chất liệu thì y chang như cái hai mẫu kia, cũng mobilium, thép không rỉ. Cây này là chuyên dụng đó anh em, xẻ tảng thịt lớn, xẻ cá lớn và anh em làm sashimi sử dụng cây này luôn. Cây này nó khá to và dài. Đẹp, nói những cái cây này nó Nhật cây nó làm quá đẹp. Và cây này mình bán với giá là 450 ngàn, chưa phí vận chuyển. Đó. Thì anh em nào quan tâm mẫu nào thì liên hệ mình. Mẫu số 1 dài 28 phân, lưỡi 14.5, giá 350 ngàn. Mẫu số 2 dài 34 phân, lưỡi 21 xăng, giá 380 ngàn. Mẫu cuối cùng, mẫu dài nhất, dài 41 phân, lưỡi 27 xăng, giá 450 ngàn, chưa phí vận chuyển. Hàng chuẩn xịn 100% của hãng Kai Japan sản xuất, bao anh em sử dụng, bao anh em xài, bao anh em test. Không ngon, không ăn tiền, không bén, không lấy tiền nha anh em. Đảm bảo anh em gì cái chất lượng. Mấy cây này, một cây như thế này nó bán trên mạng Amazon của nó, cây nhỏ này là 300-400 đô đó anh em. Cây lớn này gần 600 đô một cây đó. Quá, anh em nếu mà thực sự cứ chơi mắc thì cứ lên đó mà hỏi cái giá nó thì anh em biết cái cây nó giá trị như thế nào. Rồi, anh em nào quan tâm liên hệ mình. Xin kết thúc video tại đây.